Thưa quý vị, sáng nay, trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã tham dự lễ ra quân đầu năm công trình tiểu dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò và dự án thi công tuyến ống cấp nước từ nhà máy nước Hòa Liên đến đường số 2 khu công nghiệp Hòa Khánh. Phát biểu tại lễ ra quân đầu năm tại tiểu dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò thuộc dự án khơi thông sông Cổ Cò nối Đà Nẵng – Hội An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, đây là dự án công trình trọng điểm của Đà Nẵng và Quảng Nam, có ý nghĩa lịch sử, tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch của hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Vì vậy, thành phố tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tôi đề nghị là ban quản lý dự án các cái công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng như là liên danh nhà thầu Dasinco, cũng như là Sinco Nam, phải nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban quản lý cũng như là nhà thầu và các anh chị em công nhân là bám sát công trường, xem xét từng tiến độ. Nếu trong quá trình triển khai có vấn đề nào đó vướng mắc, gặp khó khăn thì phải nhanh chóng đề xuất để thành phố tháo gỡ. Đây là một công trình trọng điểm, chính vì thế là yêu cầu về chất lượng, về tiến độ và an toàn lao động được đặt lên hàng đầu. Tiểu dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò có tổng mức đầu tư hơn 486 tỷ đồng. Theo đó sẽ đầu tư xây dựng tuyến kè dài hơn 3.600 mét dọc bờ sông Cổ Cò, đầu tư nâng cấp cầu biển đạt yêu cầu hộ thông thuyền sông cấp 4, đầu tư bến đón trả khách và neo đậu tàu thuyền phục vụ tàu du lịch tại vị trí trước chùa Quán Thế Âm. Thời gian thực hiện từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Liên danh nhà thầu đang dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị thi công và cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động. Tham dự lễ ra quân công trình thi công tuyến ống D1200, D800DI Hòa Liên, đoạn từ nhà máy nước Hòa Liên đến đường số 2 khu công nghiệp Hòa Khánh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, dự kiến giữa năm nay, nhà máy nước Hòa Liên sẽ hoàn thành. Vì vậy, việc đầu tư mạng lưới đường ống đưa nước từ nhà máy nước Hòa Liên về phục vụ thành phố cần nhanh chóng triển khai. Lãnh đạo thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để Dawaco và các đơn vị thực hiện dự án, đồng thời đề nghị quận Liên Chiểu tập trung giải phóng mặt bằng hỗ trợ đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ. Sáng hôm nay, chúng ta ra quân đầu năm với một cái tinh thần là khí thế, quyết tâm chính trị cao nhất. Tôi rất mong chủ đầu tư, đơn vị quản lý, đơn vị tư công và tất cả các anh chị em công nhân cũng như các sở ban ngành, chúng ta phát huy những kết quả đạt được với cái tinh thần làm việc cao nhất để làm sao công trình của chúng ta đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, an toàn trong lao động và để mà kịp thời khớp nối cái hệ thống thoát nước của khu vực này, đáp ứng được cái nhu cầu nước sinh hoạt cũng như là nước sản xuất cho các doanh nghiệp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 187 tỷ đồng với tổng chiều dài toàn tuyến gần 6.000 mét, thời gian thi công 150 ngày. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Dawaco và nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cam kết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước thời hạn, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.